Nhất Chi Mai được xếp vào hàng thập đại danh hoa, nằm trong nhóm tứ quý tùng cúc trúc mai. Theo các bậc cao niên ở làng Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội, nơi còn lưu giữ nghề trồng nhất chi mai, thì thú chơi nhất chi mai đã ăn sâu vào văn hóa của người Việt, đặc biệt là người Hà Nội. Mỗi bông nhất chi mai thường có từ 5 đến 6 lớp cánh nhỏ xếp chồng lên nhau, cá biệt có bông đến 8 đến 9 lớp cánh. Khi đủ điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, mai sẽ ra nụ bên ngoài có màu vỏ đỗ xanh tươi, trong có màu đỏ son. Nhất chi mai là loại hoa quý, cũng bởi vậy mà giá mỗi cây cũng bỏng tay. Mỗi gốc mai cho thuê cũng có giá từ 5 đến 7 triệu đồng. Những gốc mai cổ có giá thuê lên cả chục triệu đồng vài ngày Tết. Những người trồng nhất chi mai ở Nhật Tân, Tây Hồ hiếm khi bán đứt các gốc mai mà chỉ cho thuê. Bởi để có một cây nhất chi mai đẹp, có khi phải mất đến cả chục năm. Dù giá hoa cao, nhưng nhiều người vẫn cố tầm cho được một chậu nhất chi mai ưng ý trưng cho ngày Tết. Trong cái mưa lây phây, gió lành lạnh, hương trầm, đèn nến, bên mâm cỗ giao thừa, nhất chi mai bung nở hoa trắng được cho là báo hiệu năm mới với nhiều may mắn tốt lành.